Và hôm nay em nhất định em phải tặng được một chiếc SK này cho bác nào đấy. Thì em sẽ phổ biến cái cuộc chơi nó cực kỳ dễ. Kiểu gì kiểu cũng có bác sẽ nhận được cái chiếc SK này. Xin chào các bác, và em là Quyết. Thì xin giới thiệu với các bác lần đầu tiên đến với kênh của em Quyết, xem video ủng hộ cho kênh của em Quyết. Thì em hiện tại em đang sống và làm việc ở tại Nhật Bản. Cụ thể thì em đang ở Nagoya thuộc thành phố thuộc tỉnh Aichi của Nhật các bác nhé. Và em đang ở thành phố Nagoya. Và như lần video lần trước các bác xem em vừa mới quay ở trên cửa hàng, thì em có nói là em sẽ để riêng ra một chiếc SK để mà làm một cái game show nhỏ nhỏ, tặng một chiếc SK này cho bác nào may mắn vào dịp đầu xuân năm sớm các bác nhé. Đó. Thì SK, cái chiếc này em cầm đây là một chiếc SK New Fullbox 100% hàng mới các bác nhé, chưa qua sử dụng. Và trong cái hộp của nó thì sẽ có hộp như thế này. Thì em đã bỏ cái hộp này ra ngoài rồi để đỡ mất thời gian của các bác đúng không ạ? Đây là chính là chiếc SK. Ở trong này hộp sổ thẻ đầy đủ các bác nhé. Hộp nó kèm theo cái sổ hướng dẫn này và cái bảo hành thì cũng theo cái này luôn. Thì như cái bảo hành thì chúng ta sẽ, như ở quyển sổ này chúng ta sẽ xem ở trang 1920 thì nó sẽ có những cái địa chỉ bảo hành ở đây các bác nhé. Như trang 19 này. Trang 19 ở đây thì các bác sẽ có là bảo hành ở Việt Nam, như là ở 41 Thi Sách này, Hà Nội này, đúng không ạ? 41 Thi Sách, Phạm Đình Hồ, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Và 146 Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy, Hà Nội, đúng không ạ? Bên trang 20 thì chúng ta sẽ có những cái địa chỉ bảo hành của thành phố Hồ Chí Minh, ở trong thành phố Hồ Chí Minh các bác nhé. Thì các bác sẽ có là 393 Điện Biên Phủ này, đó, Hồ Chí Minh City đúng không ạ? Hay là 64 Võ Thị Sáu, Hồ Chí Minh này, và 23E, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội cũng có ở đây. Và trên này thì cũng đều có cái số điện thoại để các bác có thể liên hệ nhé các bác nhé. Ngoài ra thì các bác sẽ có một cái giấy tờ này, thì cái này cũng có cái mã quét QR ở đây, thì nó có cả bản tiếng Nhật và bản tiếng Anh, thì các bác có thể quét tham khảo thêm. Và đồng hồ em lấy bên Nhật thì sẽ có cả địa chỉ của cửa hàng ở bên Nhật nữa. Đấy, thì cái này thì các bác sẽ tham khảo thêm các bác nhé. Thì những cái đồng hồ thì hầu như những cái giấy tờ nó cũng giống như nhau thôi. Đấy, của nhà Orient, SK thì em lấy nó giấy tờ nó sẽ như thế. Và đây chính là cái phiên bản SK được tái bản vào năm 1920, phiên bản năm 1920 các bác nhé. Và nó được tái bản lại cái bản của năm 1970, có những thập niên 70, thập niên 80 đấy ạ. Toàn bộ thì nó nguyên siêu ni lông và thẻ tác đi kèm các bác nhé. Thì bản này sẽ là cái mã của nó sẽ là RNAA0B02R, giá bán niêm yết của hãng sẽ là 30.000 yên và cộng thêm thuế 10% là 33.000 yên. Đấy là giá bán của hãng các bác nhé, giá niêm yết của hãng ấy. Thế nhưng mà bây giờ thì nó có cái giá sale và giảm giá cũng khá là tốt. Thì tí em sẽ báo giá cũng như là làm một game cho các bác chơi, chúng ta chơi cái đầu xuân năm sớm này. Ở dưới này đấy, siêu đấy dưới này em đã dán lại cái số serial number của chiếc đồng hồ nhé các bác nhé. Thì tí nữa em sẽ phổ biến cái luật chơi như thế nào. Đấy. Trước khi vào phổ biến để các bác cùng em chơi một game show này, thì em cũng xin giới thiệu về cái chiếc SK này đến với những bác còn đang tìm hiểu về SK mặt lửa, hay là gọi là SK mặt hồng cánh sen bản nội địa Mỹ Japan, ra đời vào năm 2019-2020, là bản tái bản của những cái năm thập niên 70, thập niên 80 các bác nhé. Đó. Thì về ngoại hình thì nó cũng không có gì thay đổi, nó vẫn là một cái thiết kế với cái mặt dial màu hồng cánh sen, hay còn gọi là SK mặt lửa. Và nó vẫn là có một cái thiết kế bất đối xứng các bác nhé. Một bên thì bo tròn và một bên thì chúng ta sẽ được chém cạnh ở những cái góc vuông như thế này đây. Tuy nhiên thì với cái bản này nó nâng cấp lên cái máy là F692. Như các bác có thể thấy được là ở phía góc 6 giờ kia thì gọi có ghi là cỗ máy Japan rồi F692 đúng không ạ? Thì với cỗ máy F692 này nó đã nâng cấp lên rất là nhiều so với những cái chiếc SK của những cái đời những cái năm thập niên 70, thập niên 80. Là ngày xưa thì là nó sẽ có 3 cái nút chỉnh ở đây. Nó có thêm một cái nút bấm đây, chính là cái nút mà để các bác có thể chỉnh lịch đúng không ạ? Thế nhưng mà bây giờ thì nó đã chỉ còn 2 núm thôi. Hai núm này là do là nó nâng cấp lên cái máy F692, nên là cái núm chỉnh giờ và chỉnh lịch nó đều ở núm giữa này hết. Thì các bác có thể chỉnh giờ, chỉnh lịch ở tại núm giữa này.
Và ngoài ra thì đúng bên cạnh này các bác sẽ có cái vòng bên xoay được cái vòng benzen bên trong để các bác tính cái giờ hoạt động, cái giờ thể thao, giờ lặn hay là ngày xưa thì dành cho người nhái đấy, đúng không ạ? Đó. Ngày xưa thì với những cỗ máy ngày xưa là những cỗ máy 469, thì những cỗ máy 469 ngày xưa cho đến thời điểm hiện tại nó là những cỗ máy mà người ta không còn dùng trong đồng hồ nữa rồi, bởi vì những cỗ máy đó nó rất là kém, đúng không ạ? Nó không còn còn tốt so với những cái chiếc đồng hồ ở thời điểm hiện tại nữa. Đó. Và với cái những cái tái bản của rất là nhiều đời thì tái bản cái SK mặt lửa này thì cái tái bản năm 1970-1980 thì cái năm 2019-2020 này là cái bản tái bản đẹp nhất cho đến thời điểm hiện tại các bác nhé. Đó. Thì được người dùng đánh giá là như thế. Và cái bản này nó tái bản là giống nhất so với cái năm thập niên 70 và thập niên 80. Bởi thì vì là những cái năm tái bản gần trước cái đời này này thì là cái dây, thì không biết là các bác có để ý cái dây của nó hay không. Cái dây của những cái tái bản những cái năm trước là nó dày nhá, nó dày hơn cái này rất nhiều. Đó. Thế còn cái dây bây giờ nó là cũng vẫn là thép chốt cuộn thôi, nhưng mà nó bằng đúng cái size dây của những cái năm thập niên 70, thập niên 80. Đó, thì cái này nó tái bản gần như là giống hệt với những cái năm trước. Nó chỉ khác một điều là cái mặt hồng này này, cái mặt hồng này thì bây giờ nó có là cái mặt chuyển sắc các bác nhé. Thì các bác có thể để ý là nó sẽ chuyển sắc từ màu đen đến màu hồng cánh sen ở trong giữa đây. Nó giống như là búp sen non đấy các bạn, cái cánh hoa sen non này nó rất là đẹp. Với cái những cái tái bản của những năm trước thì nó là một cái hồng màu hồng nhạt thôi, nó không được đậm, nó không được đẹp sắc nét như thế này. Đúng không ạ? Và ngoài ra thì chúng ta sẽ có chải tia ở trên cái mặt này nữa. Đấy. Khi mà đưa qua ánh sáng thì cái chải tia ở trên này nó sẽ cho các bác một cái khúc xạ ánh sáng nó rất là đẹp. Ngoài ra thì với kỹ nghệ mạ PVD của nhà ODN trong càng ngày thì họ cái lớp mạ của nó sẽ càng đẹp hơn, sáng hơn, đúng không? Bóng hơn. Đấy. Về phần cơ bản thì các bác đánh giá cái mẫu này nó đẹp hơn ngày xưa rất là nhiều. Đó. Về cái size kích thước của nó thì vẫn giống như thế, cái size của nó thì sẽ liên quanh khoảng độ 42, đúng không ạ? Chiều dày của nó sẽ là, em sẽ đo lại cái chiều dày cho các bác tham khảo nhé. Đây, chiều dày của nó em đo được là 12.7mm, đúng không ạ? Về dòng này thì càng thì gần như là không có càng rồi, cho nên em đo luôn cái phần trên mặt này để các bác tiện tham khảo. 45.8, đó. Thì với cái size này thì đương nhiên là các bác sẽ phải có cổ tay trung bình trở lên, khoảng 16 trở lên các bác mới đeo mới có thể đẹp được, đúng không ạ? Thì nói đến ODN SK thì là nó vào Việt Nam mình từ những cái năm 1970-1980, đúng không ạ? Và những cái thế kỷ trước thì ODN SK vào Việt Nam mình đầu tiên là do các thương lái người Nhật đem vào Việt Nam mình. Sau đó thì sau cái thời gian cải cách và thời gian mở cửa thì người Việt mình cũng sang Nhật và lấy những cái đồng hồ ODN SK về để và bán ở trong thị trường. Ngày xưa thì với cái cầu nhiều hơn cung các bác nhá, cho nên là ODN SK ngày xưa nó là một cái chiếc đồng hồ, không phải là một chiếc đồng hồ mà dành là để mà nói trang sức, mà gần như nó là một tài sản. Có những thời điểm nó cả nửa cây vàng, đúng không ạ? Và thông thường thì chiếc SK mặt lửa từ ngày xưa đến nay thì nó vẫn có giá đâu đấy loanh quanh khoảng 1 chỉ vàng. Nhưng mà chỉ vàng ngày xưa thì là nó rất là lớn so với cái giá trị, đúng không ạ? Ngày xưa một chỉ vàng thì nó rất là lớn, nhưng không như bây giờ. Bây giờ thì nó đâu đấy thì cuộc sống nó đã khá hơn rồi, công việc thì đã có nhiều công ăn việc làm hơn rồi. Và chiếc SK như bây giờ thì nó lại có cái giá rẻ hơn nữa, nó không đến một chỉ vàng các bác nhé. Đó. Thì bây giờ thì các bác chơi và hòa nhậm lại thôi chiếc SK này thôi. Còn rất nhiều, có những bác rất nhiều các bác chơi những chiếc đồng hồ của Thụy Sĩ đến vài chục triệu, thậm chí vài trăm triệu, nhưng trong bộ sưu tập của bác vẫn có một chiếc SK này để chơi hoài niệm lại một cái thời của SK mặt lửa, được mệnh danh là một chiếc đồng hồ là vua của những chiếc đồng hồ, đúng không ạ? Và SK mặt lửa hay còn gọi là thủy quân lục chiến đấy. Không phải là cái SK mặt lửa này, nó cái SK này nó là màu xanh thì mới gọi là thủy quân đồng chiến thôi nhé các bác nhé. Mặt lửa này, SK thì nó sẽ có mặt một mặt lửa như cái mặt hồng ánh sen này gọi là mặt lửa, hay là hồng ánh sen này. Ngoài ra nó sẽ có mặt màu vàng cát này, mặt màu xanh đấy. Thế nhưng mà nó gọi chung là thủy quân đục chiến. Thì tại vì sao lại như thế? Bởi vì là ở cái trong vòng cái benzen bên trong này này, nó xoay được để các bác tính cái giờ lặn hay giờ thể thao đấy, đúng không ạ? Thì nó giống như là những cái chiếc đồng hồ của cái lính Mỹ ngày xưa ấy.
cái lính thủy những bộ ngày xưa thì cái vòng Benzene bên trên này họ cũng quay được đấy, thành ra là cái chiếc đồng hồ này nó cũng vào thời điểm đấy nó cũng quay được cái vòng Benzene này để tính cái giờ thể thao, cho nên nó mới được gọi là thủy quân lục chiến ở chỗ đấy các bạn đó. Thì hôm nay em nói cái video này nó sẽ dài dài một tí để anh em mình ngồi tâm sự với nhau, nói chuyện với nhau được nhiều hơn. Và ngoài ra thì lộn lại cái lịch sử của hãng đồng hồ Orient một chút. Thì theo em tìm hiểu, nó đồng hồ Orient thì chữ Orient như ở trong tiếng Nhật ấy, thì dịch ra tiếng Việt nó sẽ là phương Đông, nó có nghĩa là mang nghĩa là phương Đông các bác nhé. Thì phương Đông mà dịch ra nữa thì nó có nghĩa là hướng mặt trời mọc, đúng không ạ? Đấy, thì nó đại thể nó ý nghĩa nó là như thế. Thì không biết là em tìm hiểu nó có đúng hay không, nhưng mà cái đồng hồ Orient này thì nó được sáng lập ra từ một ông người Nhật tên là Sogoro Yoshida các bác nhá. Đấy, thì vào năm 1920 thì ông có mở một cửa hàng nhỏ để bán đồng hồ ở tại Tokyo. Ông thì là một người đam mê về đồng hồ thôi, và ông mở cửa hàng nhỏ và ông bán đồng hồ. Hơn nữa là trong cái thời gian ông bán đồng hồ thì ông tìm tòi, thì rồi là ông may mò ra. Thì sau mãi đến những năm 1950 thì ông thành lập ra cái hãng đồng hồ Orient vào những năm 1950 cơ các bạn. Thì đến những năm 1950 thì hãng đồng hồ Orient mới ra mắt và đổi tên thành Orient nha các bạn nhé. Đấy, thì đại thể nó là như thế. Và rồi mãi những cái sau nữa thì vào những cái năm 1951 hay 1952 đấy thì hãng Orient cho ra mắt những cái mẫu sản phẩm cơ có tự động và không còn phải lên có tay nữa. Sau những cái thời gian dài sau thì vào những năm 1960 thì lại cho ra đời những cái dòng đồng hồ của Orient Star đó. Thì nói chung là đọc về cái tiểu sử, cái thời gian mà của hãng Orient này, nó là một cái thời gian rất là dài và có rất là nhiều những cái biến cố cũng như là những cái sự ra mắt của hãng các bác nhá. Bởi vì là từ năm 1920 đến nay, trước những cái thế chiến thứ hai đúng không ạ, thì đến thời điểm bây giờ nó đã trải qua hàng thế kỷ rồi. Đấy, nó có rất là nhiều câu chuyện về những cái hãng đồng hồ lớn đến bây giờ, đúng không ạ? Cho nên là các bác có thời gian thì các bác có thể tìm hiểu thêm ở trên những cái diễn đàn, những cái trên trang mạng có rất là nhiều, đúng không ạ? Thì chúng ta có thể tìm hiểu thêm. Đó, thì qua về chiếc Orient SK như thế này. Phần khóa của nó đây, khóa của nó thì vẫn là khóa gập một bên và có chữ logo của Orient đây. Thì các bác lưu ý rằng nếu như các bác mua hàng ở trên thị trường nhé, như cái phiên bản tái bản của năm 2020, năm 2019 thì nó sẽ là cái phiên bản này các bác nhé. Dây của nó là dây tái bản chuẩn của năm những cái năm thập niên 1970-1980 đó. Chứ còn nếu mà là dây thép đúc đặc hay là những cái mắt dày to thì sẽ không phải là cái tái bản của năm 19-20 này đâu các bác nhé. Quay trở lại em nói qua một chút về cái phần thiết kế, phần cái mặt của chiếc đồng hồ này thì các bác vẫn có một cái phần bộ mặt với cái bên trong là cái vòng Benzene như vừa đây em cũng có giới thiệu rồi. Ngoài ra thì kim cọc của nó thì các bác sẽ có 12 bộ kim cọc số, là cái phía góc 12 giờ cái kim cọc nó sẽ là cọc vạch nhé, và góc 6 giờ sẽ là cọc vạch, còn lại thì từ số 1 giờ đến số 11 giờ sẽ là cái chấm tròn các bác nhé, hình chóp nón. Tuy nhiên cái phía góc 3 giờ này chúng ta sẽ có ô lịch kép, cho nên là sẽ không có cái chấm tròn hình chóp nón đấy các bác nhé. Thì em zoom to lên thì các bác có thể thấy được là đây họ làm cái hình chấm tròn hình chóp nón như thế này, chứ không phải là chỉ là một cái thép họ đính bằng như đấy hoặc là đính nổi trên đấy đâu các bác nhé. Thì các bác có thể để ý được là cái một chiếc đồng hồ hàng chính hãng thì nó sẽ như thế này đây. Đó. Đó là hình chóp nón và được mạ PVD màu vàng. Ngoài ra các bác có thể thấy nó rất là bóng bẩy nhá. Và nó còn có cả trải tia nhỏ nhỏ ở cái từng cái cọc số nữa, đúng không các bác? Đấy. Cái phần này thì cái vòng Benzene bên trong này thì em xin giới thiệu đến với các bác chưa tìm hiểu về cái này. Thì cái này thì các bác xoay để tính giờ lặn. Thì
các bác cứ xoay cái phía này về cái kim phút thôi. Ở cái trong cái lòng cái phần ở phía vòng benzene này nó được đánh số từ 15, từ kẻ vạch từ đúng không? Từ chỗ này là 5 này, 10, 15, 20, 25, 30 nha các bác. Và 45 này, 40, 45, 50 và đến 60 này thì khi các bác căn giờ thì các bác cứ lấy cái kim phút này, khi nó chạy đến bao nhiêu phút thì các bác có thể biết được, đúng không ạ? Nó chỉ đơn giản như thế thôi. Đấy. Nhưng đối với những người biết rồi thì nó là đơn giản các bác nhá. Còn những các bác mà chưa sử dụng hoặc là chưa 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 tìm hiểu đến thì không hiểu là cái vòng này nó để làm gì. Đó, đúng không ạ? Em đã gặp có bác đeo đồng hồ và cũng cũng có trêu 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 bác ấy là cái này để làm gì thì bác ấy cũng đã trả lời là không biết, cho nên là khi mà lên tay những cái chiếc đồng hồ thì nó có những cái chức năng nào thì em sẽ nói qua về cái chức năng đấy, thì các bác nào mà chưa tìm hiểu thì các bác có thể tìm hiểu thêm các bác nhé. Đấy. Về góc 3 giờ thì chúng ta sẽ có ô lịch kép, đặc biệt đối với bản nội địa ở Mỹ, Japan thì các bác sẽ có cả lịch tiếng Nhật và lịch tiếng Anh. Thì hiện tại bây giờ đồng hồ chúng ta đang có lịch tiếng Anh ở đây thì em sẽ quay sang lịch tiếng Nhật để các bác tiện tham khảo. Đây là đã quay trở lại lịch tiếng Nhật. Và tí nữa em cũng sẽ giới thiệu về cái tiếng Nhật để cho các bác, nếu như các bác có muốn chơi mà các bác để tiếng Nhật thì các bác có thể tham khảo thêm nhé. Đây em quay xong lúc 2 giờ chiều để chúng ta có thể quay du lịch cho nó thoải mái, đúng không ạ? Thì còn nếu mà các bác tránh cái khung giờ từ 9 giờ tối đến 3 giờ sáng, các bác không nên quay cái phần du lịch nhé các bác nhé. Vì các bác quay cái phần du lịch lúc đấy thì cái bánh răng, như cái bánh răng ở trong cái chiếc đồng hồ này, bánh răng cái phần lịch của chúng ta ấy, nó đang hoạt động mạnh, thì nếu các bác chỉnh lịch ở trong khung giờ đấy nó sẽ không tốt cho cái chiếc đồng hồ chúng ta các bác nhé. Đó, và em đã quay cái giờ lên khung giờ 2 giờ chiều rồi để quay cái phần lịch để cho các bác có tiện tham khảo. Em quay lại cái từ cái thứ hai để cho nó dễ cho các bác. Đây, đầu tiên chúng ta sẽ tính là từ thứ hai đi, đúng không ạ? Thứ hai thì cái chữ này, các bác sẽ gọi cái chữ này là chữ nguyệt nhé các bác, hình mặt trăng thì các bác gọi chữ nguyệt là thứ hai, đúng không ạ? Đấy, trong tiếng Nhật thì các bác cũng không không chắc cũng không cần biết đến đâu ạ, đúng không ạ? Thì đây là thứ hai chữ nguyệt các bác nhé. Các bác chỉ cần nhớ đây là chữ nguyệt là được, là thứ hai. Tiếp theo thứ ba thì chúng ta sẽ có chữ hỏa, như vừa đây em nói là kajobi đấy, thì chữ này là chữ hỏa các bác nhé, hỏa có nghĩa là thứ ba. Tiếp theo thì nó sẽ là chữ thủy. Tất cả những chữ này em đọc này đều là âm Hán Việt nhé các bác nhé, âm Hán Việt của mình đấy. Ngày xưa Việt Nam chúng ta cũng dùng chữ nho, các cụ cũng dùng chữ nho, thì đây là chính là âm Hán Việt đấy, đúng không ạ? Thì đây là chữ thủy các bác nhé. Là thứ tư. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có chữ mộc, mộc gọi là cái cây đấy, thì nó sẽ là thứ năm nha các bác nhé. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có chữ kim, kim trong cái này là kim trong kim tiền ấy. Kim nó có nghĩa là thứ sáu, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ có chữ thổ, thổ nghĩa là đất, thì là thứ bảy nha các bác nhé. Đây chữ thổ như thế này đó. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có chữ nhật là hình màu đỏ này, thì chính là chữ nhật có nghĩa là chủ nhật đó. Em lại một lần nữa, nguyệt này thứ hai này, hỏa là thứ ba này, thủy là thứ tư này, mộc là thứ năm này, kim là thứ sáu này, thổ là thứ bảy này, và nhật là chủ nhật. Đó thì nó chỉ đơn giản thế thôi nếu như các bác muốn sử dụng mà bằng tiếng Nhật. Thế còn lại tiếng Anh thì chắc là cũng các bác cũng cũng biết rồi, thì cho nên là tiếng Anh thì thôi em cũng không có nói nữa, và tiếng các bác nhá. Đó thì em sẽ phổ biến cái game để các bác chơi trong cái game này cùng em Quyết. Thì cái game nhỏ nhỏ này để em tặng một chiếc SK hàng mới và tặng luôn cái chiếc đồng hồ này cho các bác nào mà may mắn trong cái game sau này các bác nhé. Một cái game nhỏ nhỏ em Quyết muốn tặng các bác cái chiếc đồng hồ này. Thì chúng ta cứ coi cái chiếc đồng hồ này nó bằng giá trị bằng một chỉ vàng đi, đúng không ạ? Cứ coi giá trị chiếc đồng hồ bằng một chỉ vàng đi. Như tuy nhiên bây giờ thì nó không đến, bây giờ thì có nơi thì bán 4 triệu 8, 5 triệu 8 hay là hơn 6 triệu, có những nơi hơn bán cái chiếc đồng hồ này có những nơi vẫn bán hơn 8 triệu đấy. Cái giá cả trên thị trường nó không có đâu giống đâu cả các bạn, và cái chất lượng những cái chiếc đồng hồ trên thị trường cũng không chỗ nào giống chỗ nào cả đấy. Cho nên là nếu như các bác mua hàng thì các bác cũng phải là người mua hàng thông thái thôi, người tiêu dùng thông thái. Các bác nên lựa chọn cho mình những cái nơi mà người ta bán những cái chiếc đồng hồ
uy tín những cái chiếc đồng hồ chính hãng để các bác đặt niềm tin qua nhá. Bởi vì thực tế ra thì cái tiền nó cũng chưa phải là vấn đề đâu, vài triệu nó cũng chưa phải là vấn đề đâu, nhưng mà mình bỏ cái tiền thật ra mà mình mua về cái hàng giả mình đeo trên tay thì nó rất là ức chế các bạn. Thật sự nó rất là ức chế, đúng không ạ? Khi mà mình bỏ cái tiền thật ra mà mình mua phải cái hàng giả để mình chơi thì nói thật với các bác là ai cũng thế thôi, đúng không ạ? Bỏ tiền thật ra mua hàng giả chơi thì nó có cái gì đấy nó không vui, đúng không ạ? Chắc chắn rồi. Cho nên là các bác mua đồng hồ thì các bác hãy là người tiêu dùng thông thái thôi. Và kênh của em Quyết thì thường em Quyết sẽ quay tại trên cửa hàng đồng hồ, và em Quyết làm đồng hồ đến năm nay cũng là 3-4 năm rồi. Tất cả những cái chiếc đồng hồ em gửi về cho các bác tựa là đều là hàng từ bên Nhật này về các bác nhé. Chứ biết cho nên là các bác yên tâm về cái chất lượng sản phẩm đó. Và em Quyết tự hào là cho đến thời điểm hiện tại em Quyết làm về đồng hồ chưa có bất cứ một cái phản hồi tiêu cực nào các bác nhé. Tất nhiên là trong cái khoảng thời gian đấy thì cũng có những cái chiếc đồng hồ chẳng may nó bị lỗi, nhưng em vẫn có bảo hành đàng hoàng cho các bác, đúng không ạ? Đó, cho nên là các bác hoàn toàn yên tâm khi bác sử dụng. Và bây giờ em sẽ vào cái phổ biến cái game show cho các bác chơi nhé. Ở đây thì dưới đáy máy của chúng ta, như vừa đây em có nói với các bác là em đã bịt cái số serial number của chiếc đồng hồ này vào rồi. Nhưng tuy nhiên thì tiện quay cái đáy máy thì em cũng nói qua về cái đáy máy cho các bác xem. Cái đáy máy của chúng ta thì là một chiếc đồng hồ Nhật nội địa, cho nên là đầu tiên các bác sẽ chỉ nhìn thấy chữ Made in Japan. Và cái cỗ máy của nó là F692, nâng cấp lên F692 nha các bác nhé. Em đã giới thiệu ngay với các bác từ vừa nãy rồi. Độ chịu nước của một chiếc đồng hồ nó là 53, tương đương với 50 mét nước các bác nhé. Các bác đi mưa rửa tay tắm vào hoa sen thoải mái. Giống như cái chiếc này thì ngày xưa nó đã được mệnh danh là chiếc thủy quân lục chiến hay là dành cho người nhái rồi đấy các bạn. Đó, SK thì ngày xưa nó ghi là SK, viết tắt là SK thì nó cái chiếc SK viết tắt nó là chiếc, nghĩa nó chính là Sea King. Đấy, Sea King là nó nói lên cái sự chịu nước tốt, là sự đẳng cấp của một chiếc đồng hồ nhé các bác nhé. Đấy, nó mệnh danh là thủy quân lục chiến và nó gọi SK thì ở cái thời điểm đấy, cái thời điểm những cái năm ngày xưa, 50 chống nước, 50 đồng hồ chống nước 50 mét là đã kinh khủng lắm rồi, dành cho người nhái rồi, cho nên là được mệnh danh là thủy quân lục chiến, hay được viết tắt là SK, cũng như là nó là Sea King, một chiếc đồng hồ chịu nước tốt. Đấy. Thì ý nghĩa của nó là như thế các bạn nhá. Đấy là đại thể là nó là như thế. Và ở đây thì cái số serial number này em đã bịt nó lại rồi, thì để mà khi các bác cái cuộc chơi của chúng ta sẽ như thế này. Các bác hãy bình luận nhé các bác nhé, để lại bình luận ở dưới cái video về hai số cuối của cái số serial number này. Em tạm thời em để cái chiếc đồng hồ này nhé, để em phổ biến cuộc chơi cho các bác. Hai số cuối của chiếc của cái số serial number này nhé các bác nhé. Và hôm nay em nhất định em phải tặng được một chiếc SK này cho bác nào đấy. Thì em sẽ phổ biến cái cuộc chơi, nó cực kỳ dễ, kiểu gì kiểu cũng có bác sẽ nhận được cái chiếc SK này. Em xin để tạm chiếc SK ở đây và lấy hẳn một cái tờ giấy ra để mà viết cái cuộc chơi cho các bác. Thì ở trên nha các bác nhé, ở trên các bác để bình lại bình luận ở trên cái dưới video này giúp em. Các bác để lại bình luận thì các bác được mỗi bác sẽ được đoán cái hai số cuối của số serial number này. Em ví dụ như là số serial number này nó sẽ là 1, 2, 3, 4, 5, 6 chẳng hạn. Em ví dụ như thế. Nha các bác nhá. Thì các bác sẽ đoán hai cái số cuối này này. Các bác sẽ đoán hai số cuối này. Và các bác sẽ mỗi một bác sẽ được ghi đoán 3 lần. Ví dụ các bác đoán là 23 này, 45 này hay là 66 chẳng hạn, ví dụ thế. Thì mỗi bác sẽ được bình luận và đoán cái số serial number này các bác nhá. Thì nếu như các bác nào đoán đúng thì em sẽ tặng cái chiếc đồng hồ này cho các bác. Đó. Và trong khi mà các bác bình luận ở dưới cái video của chiếc của cái video này này, thì các bác đầu tiên các bác sẽ kết bạn Zalo với em theo số điện thoại 0986 487 972, đúng không ạ? Thì các bác kết bạn Zalo với em để khi nhá, khi các bác bình luận và các bác đoán đúng, em check cái bình luận ở bên dưới cái video á, mà em thấy các bác nào đoán đúng thì em sẽ liên lạc lại với các bác để em tặng cái chiếc đồng hồ này cho các bác.
Và trong khi các bác kết bạn Zalo với em và các bác bình luận ở dưới cái video thì các bác sẽ ghi tên nhá, ghi tên Zalo của bác, ví dụ như tên Zalo của bác là Minh Phát chẳng hạn. Minh Phát đúng không ạ? Thì các bác ghi là Minh Phát nhá, kèm theo số mà các bác dự đoán là 2345 đúng không ạ? 2345 này, 66 đúng không ạ? Thì khi mà em check cái bình luận bên dưới, ví dụ là cái về 23 đi đúng không ạ, và cái số serial number của chúng ta là 23 đấy, thì em sẽ tìm trên cái Zalo, tên Zalo của các bác ở trên khi các bác kết bạn với em rồi, em sẽ tìm là Minh Phát và em sẽ gọi cho các bác để em trao cái phần quà này đến cho các bác nhé. Đó thì nó chỉ đơn giản thế thôi. Đầu tiên là em sẽ check đúng theo cái số serial number của chiếc đồng hồ này. Nếu như em check một loạt mà không đúng nhá các bác nhá, không đúng hai số thì em sẽ check sau là một số. Đấy, em sẽ check sau là một số nhá. Ví dụ cái số serial number hai số cuối nó là số 56, thì tất cả ở đây nếu như em đọc tất cả các bình luận của các bác mà không có bác nào đúng á, thì em sẽ tiếp tục là check đến số 6 nhá các bác nhá. Em sẽ tiếp tục check đến số 6. Thì bác nào mà có số cuối, đoán số cuối là số 6, ví dụ các bác đoán là như vừa đây có bác, ví dụ như các bác đoán là 66 đúng không ạ? Thì các bác trúng được một số thì em cũng vẫn tặng cái chiếc đồng hồ này cho các bác, chứ không phải là hai số các bác nhá. Em sẽ tặng bằng được cái chiếc đồng hồ này cho một bác nào đấy may mắn ở trong cái về cái dịp đầu xuân năm sớm này. Đó thì nó rất là dễ đúng không ạ, thì khả năng xác suất, khả năng trúng nó sẽ rất cao đúng không ạ. Một số chúng ta cũng trúng và đoán đúng được hai số thì là chắc chắn là chúng ta sẽ trúng rồi. Đấy, như đầu tiên em sẽ check hai số trước, sau đó thì hai số không có ai trúng thì em sẽ check đến một số. Và tất nhiên là những người bình luận đầu tiên sẽ là những người mà nhận được phần quà nha các bác nhé. Đấy, những người mà bình luận mà đúng đầu tiên ấy, tức những người bình luận đầu tiên và những người là đúng nha các bác nhé, bình luận đúng đầu tiên thì em sẽ tặng cái phần quà là chiếc SK mặt lửa này cho các bác nào mà bình luận đầu tiên và chính xác nhất cái số serial number này. Đấy, sau khi check hai số mà không có ai đúng thì chúng thì em sẽ check sang một số các bác nhé. Đấy, em sẽ check sang số cuối này. Đúng ạ, sẽ check sang số cuối này. Nếu mà không có ai trúng nữa thì em sẽ một lần nữa em check lên số đầu nhá. Nếu số cuối này mà không ai trúng nữa thì một lần nữa em sẽ check lên số đầu, là ví dụ số 5 này. Nếu mà có bác nào mà trúng cái số 5 này thì em cũng lại vẫn tặng cái đồng hồ cho các bác. Đúng ạ. Bất cứ trong hai số này nhá các bác nhá, các bác trúng thì em sẽ tặng đồng hồ cho các bác. Thì đầu tiên sẽ là check hai số này. Hai số không có ai trúng thì em sẽ check số cuối này. Số cuối mà không có ai trúng nữa thì em sẽ check lên số đầu. Đó. Những cái vấn đề quan trọng ở đây nữa là các bác phải kết bạn Zalo với em để em biết đường em liên lạc với các bác, nếu các bác nào trúng nhá thì em biết đường em liên lạc với các bác. Và các bác nhớ là phải để tên, các bác sẽ để tên Zalo nhá. Các bác sẽ để tên Zalo của các bác này kèm theo số mà các bác bình luận nhá. Tên Zalo kèm theo số các bác bình luận, và các bác phải kết bạn Zalo với em thì em mới gọi được cho các bác nhá các bác nhá. Các bác lưu ý điều đấy giúp em. Đó. Thì về cái game show nhỏ nhỏ này nó chỉ có như thế thôi. Thì đúng ạ. Thì các bác cứ kết bạn này, rồi các bác đoán hai cái số serial number của cái thằng đồng hồ này, các bác cứ ghi ra như thế này thôi, và em sẽ check từng số một nha các bác nhá. Từng người bình luận một thì bác nào bình luận đầu tiên và trúng thì em sẽ tặng cái chiếc đồng hồ này. Đấy. Về đại thể là nó như thế. Chả biết là nói từ nãy giờ thì em nói các bác có khó hiểu hay không, đúng không ạ? Thì em xin nói chậm lại một lần nữa nhé. Đầu tiên các bác sẽ kết bạn Zalo với em qua số điện thoại 0986487972, và em quyết chỉ dùng duy nhất một số điện thoại này là số Zalo của em thôi nhé. Các bác nhé, em quyết chỉ dùng một số duy nhất này thôi, 0986487972. Ngoài cái số này ra là không phải của em nhé các bác nhé. Số Zalo này là chỉ có của em quyết mới dùng thôi. Và cái số Zalo này là số điện thoại của Việt Nam. Thì nếu các bác muốn nói chuyện trực tiếp với em thì các bác kết bạn Zalo với em nhé các bác nhé. Thì nếu như các bác gọi trực tiếp thì sẽ bà xã em ở nhà sẽ nghe cuộc gọi điện của các bác. Và các bác kết bạn Zalo với em này, sau đó các bác ghi tên Zalo của các bác nhé các bác nhé. Ví dụ như là Minh Phát. Rồi sau đó các bác ghi mỗi bác sẽ được bình luận 3 số này nhá các bác nhá. Theo cái số cuối thì em lấy hai số serial number của chiếc đồng hồ và các bác sẽ bình luận theo số cuối này. Ví dụ cái số serial number của nó là 56, hai số cuối là 56 thì các bác sẽ, ví dụ như các bác sẽ bình luận là 234566 đúng không ạ? Ví dụ thế. Thì đầu tiên em sẽ check cái bình luận của các bác ở dưới video em quyết đăng lên
Ví dụ như các bác nào mà đoán đúng cái số này là 56 thì các bác sẽ được luôn. Đấy, đúng không ạ? Và em sẽ check từ từ hai số trước nhé. Thế sau đó thì nếu số 56 này không có ai trúng thì em sẽ check xuống số cuối là số 6 này đây. Đúng không ạ? Thì nếu mà số 6 không có ai trúng nữa thì em sẽ check lên số đầu. Đấy, thì đại thể nó là như thế. Và em chắc chắn là em sẽ phải tặng bằng được cái chiếc đồng hồ SK này cho một bác nào đấy. Thì em nghĩ là nếu như mà làm như thế này thì tỷ lệ trúng sẽ rất là cao. Đấy, cho nên là các bác nào mà xem được video này của em thì các bác cứ vào để lại bình luận để anh em chúng ta chơi một cái game show nho nhỏ để xem là cái đầu năm nay, đúng không ạ, thì mình có may mắn và nhận được cái phần quà của em Quyết hay không, đúng không ạ? Nó chỉ là một phần quà nho nhỏ thôi. Chúc các bác cùng toàn thể gia đình mình sang một năm mới đó được thật nhiều tài lộc, đúng không ạ, có một sức khỏe dài dồi dào và làm ăn thì phát tài phát đạt, một năm mới an khang thịnh vượng, đúng không ạ, gặp thật nhiều may mắn và gặt hái được thật nhiều thành công đó. Thì cái chiếc SK, tại sao em quyết lại tặng cái SK mặt lửa, bởi vì đỏ mà, đúng không bác, đầu xuân chúng ta lại làm tí đỏ để cho nó đỏ cả năm nha các bác nhé. Đó rồi, cảm ơn các bác rất là nhiều đã xem em quyết cái video của em quyết đến thời điểm bây giờ. Thì biết em nói luyên thuyên từ nãy đến giờ, có cái chỗ nào mà các bác chưa hiểu thì các bác cứ kết bạn Zalo với em, và em sẽ nói chuyện và giải thích thêm với các bác nhé. Cảm ơn các bác rất là nhiều đã luôn ủng hộ và xem kênh của em cũng như là mua hàng ủng hộ cho em Quyết đó. Và các bác có yêu mến thì các bác để lại những cái đăng ký kênh, lượt like, lượt thích và đăng ký kênh để theo dõi và tìm cho mình những cái chiếc đồng hồ phù hợp với các bác nhé, các bác nhé. Em Quyết sẽ đăng video liên tục lên, thì có thể là những cái chiếc đồng hồ em Quyết đăng lên sẽ phù hợp với cái sở thích của các bác, ví dụ như thế. Và em Quyết sẽ công bố kết quả của người thắng cuộc sau 2 tuần kể từ ngày em Quyết đăng video các bác nhé. Ngày nào thì em cũng không có trước được bởi vì em đi làm ấy. Nhiều hôm là về có thời gian thì em mới có thể đăng video để công bố được. Nhưng mà kể từ ngày đăng video thì cứ khoảng 2 tuần. Thì khi em đăng video thì em sẽ gửi cái link lên trên trang Zalo cá nhân của em. Thì các bác có thể vào và các bác có thể xem được các bác nhé. Cảm ơn các bác rất là nhiều ạ.